Xin chào tất cả mọi người. Phần ngữ pháp ở trang 134 của chương 9 nói về l'obligation et l'interdiction. L'obligation là sự bắt buộc, l'interdiction là sự cấm đoán, và đây là phần 2. Như vậy phần 1 chúng ta đã học ở chương 7, và bây giờ chúng ta cần ôn lại chương 7 trước khi chúng ta học phần thứ 2 của chương 9. Obligation là danh từ của động từ obliger. Động từ obliger có cấu trúc như sau: bắt buộc ai làm chuyện gì, obliger quelqu'un à faire quelque chose. Như vậy trong cái cấu trúc này chúng ta thấy có giới từ à, obliger quelqu'un à faire quelque chose, bắt buộc ai làm chuyện gì. Và l'interdiction là danh từ của động từ interdire. Cấu trúc của động từ interdire là interdire à quelqu'un de faire quelque chose, cấm ai làm việc gì, ở đây là bắt buộc, ở dưới là cấm. Và chúng ta thấy công thức của hai cái động từ này nó khác nhau. Ở trên chúng ta thấy là obliger quelqu'un à faire quelque chose, ở bên dưới chúng ta thấy là interdire à quelqu'un de faire quelque chose. Và chúng ta cần nhẩm đi nhẩm lại một số lần để có thể thuộc các cái cấu trúc này. Và trong phần 1, khi nói về obligation thì chúng ta có các cái công thức như sau. Ở đây người ta nói về một cái quy ước, cái quy tắc ở trong một cái tòa chung cư, nhiều căn hộ ở chung với nhau. Priez de trier vos déchets. Trier là lựa, déchets là rác. Xin vui lòng lựa rác. Tức là trong các cái phòng để rác, người ta để có ba cái thùng rác, ba màu khác nhau. Thì để các cái loại rác thải, từng loại rác khác nhau. Trier là phân loại. Xin vui lòng phân loại rác. Merci de mettre vos poubelles dans le local. Local là một cái phòng, là một cái nơi dành riêng để chứa những cái thùng rác. Xin cảm ơn, xin vui lòng để các cái thùng rác của quý vị vào trong cái phòng chứa rác. Éviter de faire du bruit, tránh làm ồn, tránh làm ồn ở trong khu chung cư. Như vậy ở đây ba cái câu này nói lên một cái sự gì bắt buộc ở trong cái quy tắc ứng xử ở sống ở trong một cái tòa chung cư. Có thể dùng prier de, có thể dùng merci de đi với infinitive, và có thể dùng động từ ở mệnh lệnh cách ở imperative, hãy làm cái chuyện này. Và cũng trong phần ở trong chương 7, khi nói về phần cấm đoán interdiction thì chúng ta có những cái cách nói như sau: défense de bloquer les portes de l'ascenseur. Ascenseur là thang máy, les portes de l'ascenseur các cái cửa thang máy, bloquer là làm cho nó kẹt, cấm làm kẹt các cái cửa thang máy, tức là mình để cái gì mà người ta không thể ra, không thể vào được. Và défense là danh từ của động từ défendre, là cấm, cấm làm ngăn chặn, làm kẹt các cái cửa của thang máy. Interdiction de laisser la porte d'entrée ouverte. La porte d'entrée là một cái cửa ra vào lớn của một tòa chung cư, cấm để cái cửa ra vào mở toang ra. Hoặc là il est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble. Les parties communes là những cái không gian công cộng của tòa chung cư. Ở các nơi này thì cấm hút thuốc. Như vậy chúng ta thấy hai câu này giống nhau này. Câu trên người ta dùng danh từ interdiction de, ở dưới người ta dùng il est interdit de, cấm. Và sau cùng người ta có thể dùng cái cách nói ở cái mệnh lệnh bằng cách dùng động từ nguyên thể ne pas laisser les déchets par terre. Déchets là rác thải, cấm để, đừng có để rác thải xuống đất, tức là một cái điều cấm đoán. Vậy chúng ta ôn lại ở trong chương 7, chúng ta có các cái cách nói về bắt buộc và cấm đoán như sau. Bắt buộc là prier de, merci de, và dùng một động từ ở mệnh lệnh cách imperative. Cấm đoán thì défense de, interdiction de, hoặc là il est interdit de, hoặc là dùng ne pas laisser les déchets par terre. Đó là những điều chúng ta đã học ở chương 7, nói về sự bắt buộc và cấm đoán. Bây giờ trong phần thứ hai, tức là ở trong chương 9 này, người ta cũng nói về sự bắt buộc, obligation, và cấm đoán, nhưng mà người ta dùng động từ. Và ở đây người ta sẽ dùng hai động từ. Động từ thứ nhất mà là động từ nguyên thế, xin lỗi, một động từ vô nhân xưng, info. Info là vô nhân xưng, in này ngồi thứ ba số ít nhưng mà không thay thế trong có nhân vật nào hết. Info là phải, info đi với infinitive là phải làm cái chuyện gì. Và nếu là cấm thì người ta để phủ định nó đi, người ta cho ne pas, ne đứng trước động từ, pas đứng sau động từ. Il ne faut pas,
rồi đi với infinitive là không được. Người ta cũng có thể dùng một cách thứ hai là dùng động từ devoir đi với infinitive có nghĩa là phải, và ngược lại ne pas devoir đi với infinitive là không được. Như vậy sự khác biệt giữa hai cái cách dùng động từ này là như thế nào? Thì ở bên trên chúng ta thấy đây là một cái động từ vô nhân xưng, thì chúng ta nói cho một cái đưa ra một cái lệnh chung chung không nhắm vào một tên tuổi và một ai cả. Trong khi nếu chúng ta dùng động từ devoir thì chúng ta phải chia theo ngôi thứ, ba ngôi số ít, ba ngôi thứ số nhiều, như vậy phải có chủ ngữ rõ ràng. Đây là bắt buộc một cách chung chung và ở bên dưới là bắt buộc một cách cụ thể có cá cho một cá nhân. Và bên tay phải chúng ta nếu dùng interjection ở bên trên cũng là cấm, không được nói một cách chung chung cho tất cả mọi người một cách tổng quát. Còn nếu chúng ta dùng động từ devoir cũng là cấm, không được, nhưng mà phải có ngôi thứ cụ thể. Và bây giờ chúng ta tạm chia chia động từ devoir, bởi vì đây là một động từ phải chia ra, ở trên là vô nhân xưng, ở dưới chúng ta phải chia ra. Và động từ devoir được chia ở ba thì căn bản của mode indicative như sau. Ở thì hiện tại, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Tôi xin đọc lại một lần nữa. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Và chúng ta chia ở thì passé composé thì chúng ta có participe là du, du, à sens circonflexe. Tôi đã phải, j'ai dû, tu as dû, il a dû. Nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. Và chúng ta để ý là du phải có à sens circonflexe, có một cái dấu mũ, tôi đã phải. Và chúng ta ghép với động từ nguyên thể thì nó sẽ ra là tôi đã phải làm cái chuyện gì đó. Chúng ta sẽ coi một số câu ví dụ bên dưới. Và nếu chia thì tương lai thì chúng ta có cái dạng là je devrais, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Tôi sẽ phải, bạn sẽ phải. Như vậy đây là hiện tại, tôi phải. J'ai dû, tôi đã phải. Je devrais, tôi sẽ phải. Và bây giờ chúng ta coi một số các câu ví dụ với cái cách dùng thứ nhất, il faut là phải. Động từ vô nhân xưng info đi với infinitive là nói lên một cái sự bắt buộc chung chung, nói không nói thẳng vào một người nào, cá nhân nào hết. Info faire vite, phải làm nhanh lên. Dĩ nhiên có thể là nói với một nhóm người cụ thể nhưng mà không nói đích danh một tên ai cả. Các bạn làm nhanh lên, info faire vite. Info éteindre la lumière, phải tắt tất cả các cái đèn đi. Như vậy nói phải nói có người nghe nhưng mà không nói tên một ai cả. Nói một cách chung chung, phải tắt đèn đi, tắt hết đèn. Il faut serrer à droite. Serrer à droite là đi sát lề bên phải. Khi chúng ta đi trên công lộ thì chúng ta phải đi sát lề bên phải. Il faut serrer à droite. Phải uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Đây là một cái lệnh nói cho một cách chung chung cho tất cả mọi người. Ai muốn nghe thì nghe, không nói với một người cụ thể nào hết. Il faut manger lentement, phải ăn chậm rãi, ăn từ từ, cũng nói một cách chung chung. Il faut réviser les leçons, phải ôn lại bài, văn ôn võ luyện, học thì phải ôn bài, đây mà nói một cách chung chung. Il faut respecter les feux rouges, phải tôn trọng đèn đỏ, tới đèn đỏ thì phải dừng lại, phải tôn trọng đèn đỏ. Đây là một cái lệnh nói một cách chung chung, không nói rõ cho ai hết. Il faut manger pour vivre, đây là một thành ngữ, phải ăn để mà sống. Như vậy chúng ta thấy động từ info, động từ vô nhân xưng khi ghép với một động từ nguyên thể thì nói lên một cái lệnh bắt buộc nhưng mà không nói rõ vào một cá nhân nào hết. Cũng có thể nhắm vào một ai đó nhưng mà ở đây trong cái cách làm thành câu không nói rõ tên người nào. Chẳng hạn chúng ta nói với một người A chẳng hạn, mình nói thẳng với người đó phải làm nhanh lên, info faire vite, tức là nói với người đó, nhưng mà do bởi không nói tên người đó ra, không nói là bạn, không nói là anh, không nói là chị, mình cứ nói chung chung như vậy, thì chúng ta dùng động từ vô nhân xưng il faut. Và động từ vô nhân xưng il faut nếu đổi thành ở cái thể negative, tức là phủ định, rồi đi với động từ nguyên thể thì sẽ cho ra cái ý nghĩa là không được. Infinitive là không được. Không được đi trên cỏ. Il ne faut pas marcher sur la pelouse. Chúng ta thấy ne pas đứng trước và đứng sau info. Info là phải. Bây giờ il ne faut pas là không được. Il ne faut pas marcher sur la pelouse.
la pelouse à la thảm cỏ trồng đó. Il ne faut pas jeter les ordures par terre, ordures là rác, không được xả rác, không được vứt rác xuống đất, không được xả rác, không được tin vào vẻ bên ngoài. Il ne faut pas se fier aux apparences. Apparence là những vẻ bên ngoài. Se fier tin tưởng, mình nhìn cái bên ngoài mình đừng có tin tưởng. Il ne faut pas désespérer, không được nản chí. Và sau đây là ba câu ngạn ngữ. Không được để đến ngày mai, việc có thể làm hôm nay. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Không được là il ne faut pas remettre, rời vào ngày mai, cái mà người ta có thể làm ngày hôm nay. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Không được bỏ tất cả trứng vào một chỗ. Đây là khuôn vàng thước ngọc của những người làm ăn kinh doanh và của tất cả mọi người cũng như vậy. Đừng để tất cả mọi trái trứng vào trong một rổ. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Panier là cái giỏ, là cái sọt, là cái thúng. Ở đây chúng ta để ý là danh từ này, nếu mà ở số nhiều chúng ta đọc là les œufs, nếu ở số ít chúng ta đọc là un œuf, một quả trứng, les œufs. Không được đặt cái cày trước con bò. Trong tiếng Việt chúng ta đặt là cái cày trước con trâu á. Ở bên nước ngoài, bên Pháp, người ta không dùng trâu, người ta dùng con bò. Đừng để cái cày đi trước con bò. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Như vậy chúng ta thấy động từ vô nhân xứng il faut, mà nếu ở dạng phủ định ghép với động từ nguyên thể thì là nói lên một cái chỉ lệnh cấm, không được. Và để nói một cái điều bắt buộc, chúng ta có thể dùng động từ devoir như chúng ta đã coi bên trên. Và động từ devoir đi với infinitive nói lên một cái lệnh, một cái điều bắt buộc. Nhưng điều bắt buộc này phải chia ra, bởi vì động từ devoir là một động từ phải chia theo ngôi thứ. Chẳng hạn như chúng ta nói với một đứa bé, con phải nhìn trái rồi phải nhìn phải trước khi qua đường. Qua đường không có được băng ngang qua thì rất là nguy hiểm. Tu dois regarder à gauche puis à droite avant de traverser la rue. Khi qua đường phải nhìn bên trái, tức là cái xe ở bên kia nó đang chạy tới, rồi ra tới giữa đường phải nhìn bên phải, xe bên tay phải nó chạy tới trước khi băng ngang qua đường. Vào lớp thì con phải vâng lời cô giáo. Tu dois obéir à ta maîtresse. Động từ obéir đi với à, vâng lời ai? Tu dois obéir à ta maîtresse. Con phải đi ngủ trước 9 giờ tối. Động từ đi ngủ là se coucher. Ở đây chúng ta phải chia ra bởi vì nó đi với ngôi thứ hai số ít. Tu dois aller te coucher avant 9 heures du soir. Và bây giờ chúng ta dùng động từ devoir ở thì quá khứ. Xe máy tôi bị hư nên sáng nay tôi phải đi xe buýt đến sở làm. Ma moto est en panne. Ce matin j'ai dû prendre le bus pour aller au travail. Chúng ta đã chia ở bên trên, động từ devoir chia ở passé composé là j'ai dû, du, à sens circonflexe, tôi đã bắt buộc. Ma moto est en panne, xe máy tôi bị hư. Ce matin, sáng nay, j'ai dû prendre le bus pour aller au travail. Tôi đã phải lấy xe buýt để đi làm. Và chúng ta có thể chia động từ devoir ở tương lai. Ngày mai tôi phải đi phỏng vấn. Phỏng vấn ở đây là phỏng vấn xin việc làm. Demain, je devrais passer un entretien. Un entretien là những người mà muốn làm vào một cái chỗ nào thì người ta cho hẹn, rồi chúng ta phải đi trải qua một cái buổi phỏng vấn với cái nhà tuyển dụng. Demain, je devrais passer un examen. Demain là ngày mai. Chúng ta dùng từ devoir ở thì tương lai. Và nếu chúng ta dùng động từ devoir với infinitive ở thể phủ định thì chúng ta nói là không được. Con không được chơi dưới mưa. Tu ne dois pas jouer sous la pluie. Con không được nói dối. Tu ne dois pas mentir. Con không được làm ồn. Tu ne dois pas faire de bruit. Như vậy chúng ta vừa lược lại cái cách dùng thì để mà nói việc bắt buộc hay cấm đoán ở trong phần thứ hai này. Là chúng ta có thể dùng hai động từ, hoặc là động từ vô nhân xưng il faut đi với infinitive, hoặc là động từ devoir chúng ta phải chia theo ngôi thứ đi với infinitive để nói lên sự bắt buộc là phải. Chúng ta cũng có thể dùng động từ vô nhân xưng il faut ở thể phủ định, hoặc là động từ devoir với thể phủ định đi với infinitive để nói lên cái sự cấm đoán. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại sách giáo khoa của chúng ta. Câu số 1, các bạn hãy quan sát các cái câu này, người ta cho chúng ta 4 câu.
Obligation ou interdiction ở trong bốn câu này, đâu là sự bắt buộc, đâu là sự cấm đoán? Souligner les expressions utilisées, rồi các bạn phải gạch dưới những cái cách dùng để nói lên sự cấm đoán hay là sự bắt buộc. Câu số 1, votre voiture ne doit pas rester sur la route. Ở đây người ta trích trong cái bài mà chúng ta sắp học đó. Tức là khi chúng ta xe chúng ta bị hư thì không được để cái xe ở trên đường. Như vậy không được là chúng ta dùng cái cách là ne doit pas, không được, động từ devoir ở phủ định là không được. Câu số 2, il faut toujours avoir le gilet jaune. Khi xe của chúng ta bị hư thì chúng ta bắt buộc phải mặc cái áo gilet, tức là cái áo áo khoác màu vàng để phản quang cho các xe khác họ thấy để họ tránh. Info là bắt buộc. Câu C, il ne faut pas rester dans la voiture. Khi xe của chúng ta bị hư ở trên đường thì chúng ta không được ngồi trong xe. Il ne faut pas, cấm đoán, không được. Và câu cuối, les passagers doivent sortir du véhicule. Và khi xe chúng ta bị hư thì các hành khách đi trong xe phải ra khỏi xe. Doivent, động từ devoir. Và chúng ta đã học rồi, devoir là phải và ne doit pas là không được. Info là phải, il ne faut pas là không được. Như vậy chúng ta có quy tắc như thế này để diễn tả một cái sự bắt buộc. Người ta có thể dùng info hoặc là devoir đi với động từ nguyên thể. Ví dụ, il faut respecter les règles de sécurité, phải tôn trọng các quy tắc về an toàn. Hoặc là vous devez rouler à droite, các bạn phải chạy xe đi về cái làn bên tay phải. Ở thể phủ định thì các cái cách nói như thế này diễn tả một cái lệnh cấm. Ở bên trên chúng ta thấy dùng bình thường thì nó là cái bắt buộc, và cũng gọi là info, cũng là động từ devoir. Khi dùng ở thể phủ định thì nói lên một cái điều cấm đoán. Ở trên info là phải, ở dưới là không được. Il ne faut pas rouler vite, không được chạy nhanh. Ở trên vous devez là phải, ở dưới không được. Tu ne dois pas téléphoner sur la route, khi chạy xe trên đường thì không được gọi điện. Và bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại cái cách chia động từ devoir mà tôi đã hướng dẫn lúc nãy. Đây là thì hiện tại. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Và ở đây chúng ta nói là phải đi với động từ nguyên thể thì nó mới ra cái nghĩa là bắt buộc. Và sau đây chúng ta sẽ làm phần số 2. Phần số 2 người ta yêu cầu chúng ta hãy viết các quy tắc để khi chúng ta đi xe đạp. Khi chạy xe đạp thì chúng ta có một số quy tắc, có một số quy tắc bắt buộc, có một số quy tắc cấm đoán. Ở đây, le code de la route là luật đi đường thì phải tôn trọng. Les cyclistes là những người đi xe đạp, chạy xe đạp thì phải tôn trọng luật đi đường. Để chúng ta cũng dùng động từ devoir ở ngôi thứ ba số nhiều. Les cyclistes doivent respecter le code de la route. Rồi các người đi xe đạp phải sử dụng đèn vào ban đêm, tôi phải bật đèn xe lên. Les cyclistes doivent utiliser une lumière la nuit. Rồi đây là chuyện cấm này, nghe nhạc. Les cyclistes ne doivent pas écouter de la musique, không được nghe nhạc. Rồi phải mang một cái áo áo khoác á, gilet, để mà cho nó an toàn, cho người nó có sự phản quang, người ta đi sau hoặc đi ngược chiều người ta có thể thấy mình. Les cyclistes doivent porter un gilet de sécurité. Như vậy câu A, câu B và câu D chúng ta làm giống như trong mẫu, tức là doivent và đi với động từ nguyên thể. Còn câu C thì không được, ne doivent pas écouter de la musique. Và xin chào tất cả mọi người.